Ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy thực lực của ta. Cho ngươi biết, ta là người từng nhắm tới danh hiệu nhà huấn luyện số 1 thế giới. À, phải nói là nhà huấn luyện số 1 vũ trụ mới đúng. Tiến lên tấn công đi, Lisa Don. Mau tấn công bằng kim độc. Như vậy là hiểu rồi hả? Guaninoco dùng chiêu súng đất. Trời ơi, nó có phải là Abuku đâu chứ. Ngươi mau dùng quyển bí kiếp thi đấu Pokemon này giùm ta đi, mới xa xa. Ta không có thời gian để đọc chữ nghĩa trong đó đâu. Ta sẽ chiến đấu bằng chính trường phái của ta. Lisa Don, ngươi mau độn thổ đi. Trời đất ơi, làm sao mà thằng nhỏ làm được chứ. Dùng trường phái của chính mình mới ghê.